theo như đại diện Huy Trần thì cả hai vẫn chỉ là bạn bè, còn anh chàng hiện độc thân vui vẻ sau khi chia tay bạn gái rích kích Thảo Nhi Lê. Chuyện Hương Giang hẹn hò cùng ai, yêu đương như thế nào liên tục được chân tình quan tâm. Bởi kể từ khi người đẹp đường ai nấy đi, với hát boy Việt Kiều Chris Lai 4 năm trước, cô nàng khá im hơi lặng tiếng mỗi lúc nhắc đến vấn đề này. Giữa lúc sau bích đang yên ắng, nàng hậu bất ngờ đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc cùng tình mới. Các xưng ảnh cực hạnh phúc, cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Em yêu anh nhiều thế thôi. Dù giấu mặt nhưng khán giả cũng phần nào hình dung được anh chàng may mắn kia sở hữu diện mạo rất bắt mắt. Ít nhất về phần body đã trông to cao và lực lưỡng, nhìn thôi cũng thấy đây là mẫu người có thể tin tưởng để trao thân được. Quan sát kỹ hơn, không ít người đồng tình anh chàng này. Quen. Ngay lập tức, đối tượng bị tình nghi đã được khai quật. Huy Trần Việt Kiều Đức bước ra từ người ấy là ai, vào chính thời điểm đó cũng up story với chiếc áo thun y hệt. Động thái này đã làm công chúng liên tục đặt câu hỏi về việc cả hai đang bí mật du lịch chung ở một vùng biển. Huy Trần có body tương tự người nam giấu mặt trong clip. Thêm chiếc áo nữa càng làm dân tình tin sái cổ rằng anh là bạn trai tin đồn của Hương Giang. Liên hệ với phía Huy Trần, đại diện của anh chàng cho hay, hiện tại Huy Trần đang độc thân vui tính. Tất cả chỉ là hiểu nhầm, không hiểu sao mọi người lại đi so nốt ruồi được cơ chứ. Một lần nữa, nhân vật này khẳng định cả hai vẫn đang giữ mối quan hệ bạn bè thông thường. Video liên quan trước đó, cả hai từng có dịp hội ngộ trong chương trình Sống 20, đầu năm 2020. Tập 13 người ấy là ai, Hương Giang đã chọn sai Huy Trần, vì tại thời điểm này anh chàng đang hẹn hò cùng Rích Kích Thảo Nhi Lê. Để nói thêm, cover giám đốc Việt Kiều Huy Trần, Rích Kích Thảo Nhi Lê từng nhận được sự yêu thương đông đảo từ hội fan. Họ chính là hình mẫu lý tưởng của kiểu tình yêu mây tầng nào gặp mây tầng ấy. Dù đã chính thức chia tay, cặp đôi vẫn gắn kết với nhau, và luôn xuất hiện cùng nhau như hình với bóng từ đời thường cho đến công việc. Cả hai chính thức chia tay vào cuối năm ngoái. Theo Mai Thúy trên trí thức trẻ Let's Blog Ask Why,